Dù chỉ là nhân vật phụ, Park Il-jo vẫn chiếm trọn sự chú ý của công chúng và khán giả Penthouse. Một trong những nhân vật được quan tâm nhất sau thành công vang dội của Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu, hiện tại không ai khác ngoài đại gia Logan Lee do Park Il-jo thủ vai. Ngoài đời thật, nam diễn viên cũng là hàng kiều chính hiệu, còn sở hữu phong thái và cuộc sống sang chảnh chẳng khác gì nhân vật anh thể hiện, gây nhiều hứng thú cho khán giả. Park Il-jo, công dân Mỹ chính gốc đem mộng mơ trở thành diễn viên Hàn Quốc. Park Il-jo sinh năm 1984 tại Hàn Quốc, di cư tới Mỹ khi 7 tuổi và định cư ở New York trong suốt 15 năm. Chính vì vậy chẳng có gì bất ngờ khi nam diễn viên có thể bán tiếng Anh cực chất trong Penthouse. Năm 22 tuổi, nghe theo lời khuyên của mẹ, Park Il-jo quay lại Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên. Tuy vậy anh đã gặp không ít khó khăn vì chẳng biết chữ tiếng Hàn nào. Nam diễn viên cũng từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Seoul, chuyên ngành phát thanh và giải trí. Thay vì tham gia các khóa học ngôn ngữ tại trung tâm như bao người, Park Il-jo lại có cách học tiếng Hàn cực độc đáo. Anh tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự dù mang quốc tịch Mỹ. Trong vòng 2 năm ăn ngủ cùng các đồng đội, tiếng Hàn của nam diễn viên đã tiến bộ rất nhiều. Anh còn học thêm về xã hội, văn hóa và truyền thống của xứ của Sâm. Hiện tại, Il-jo đang sống cùng hai chú mèo và một chú cún tên Molly tại một căn hộ cho thuê thuộc vùng nông thôn ở Jangbyeong, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ít ai biết được rằng Park Il-jo từng học tại trường SOPA, Học viện Nghệ thuật Seoul, vốn được coi là thánh địa trai xinh gái đẹp, đào tạo nhiều tài năng nghệ thuật của Hàn Quốc. Kai, Iso, Nayun, Momoland hay Park Ji-hoon, Kwanawan cũng từng theo học tại trường này. Nơi này không chỉ trang bị văn hóa, mà những kỹ năng thực chiến được đào tạo rất bài bản, giúp học viên tiếp cận được nền giải trí liên tục thay đổi ở đất nước này. Từng đóng nhiều phim nhưng chẳng ai biết đến. Trước khi nổi tiếng với Penthouse, Park Il-jo từng là cái tên khá mờ nhạt đối với cộng đồng yêu phim Hàn Quốc. Ít ai biết rằng, anh chàng đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm nổi tiếng với những vai diễn cực kỳ đa dạng và được đánh giá cao. Tiêu biểu có thể kể tới Doctor Prisoner, Freud 2, Partner for Justice hay Giai thoại Hong Yu-dong. Dù chưa nhận được vai chính nào, khả năng diễn xuất của Park Il-jo đã được đông đảo khán giả công nhận và khen ngợi, đặc biệt là vai diễn trợ thủ đắc lực của Nam Cung Min trong Doctor Prisoner và gần đây nhất là đại gia Logan Lin của Penthouse. Bên cạnh mảng phim truyền hình, Park Il-jo cũng khá có tiếng trong giới nhạc kịch nữa đó. Ở phần đầu Penthouse, Park Il-jo chuyển đổi qua lại giữa hai cái tên Goo Ho-dong và Logan Lee. Đến phần 2, nam diễn viên cho biết, trong phần 2, Goo Ho-dong sẽ không xuất hiện. Ngoài Logan Lee, mỗi nhân vật đều sẽ thay đổi ngoạn mục hơn và mối quan hệ giữa các nhân vật cũng có sự thay đổi. Càng diễn, tôi càng muốn thể hiện nhiều hơn. Tôi muốn tiếp tục phát triển và mài dũa để trưởng thành hơn trong diễn xuất. Đại gia từ trong phim ra ngoài đời thực, nam tính còn siêu ngầu khiến chị em mê tít. Trong Penthouse, Park Il-jo đã hóa thân thành hai nhân vật với ngoại hình và tính cách hoàn toàn đối lập. Một bên là thầy giáo quê mùa, thích lo chuyện bao đồng Goo Ho-dong. Bên kia là đại gia hàng kiêu bảnh bao, giàu có Logan Lee. Nhìn màn hóa xấu siêu đỉnh này, ai cũng cảm thấy cực kỳ thán phục sự hết mình vì nghề của nam diễn viên. Trong thực tế, Park Il-jo không chỉ là công dân Mỹ mà còn xuất thân từ gia đình giàu có. Dù đời tư khá kín tiếng, cũng chưa từng chính thức lên tiếng về điều kiện của bản thân, fan hâm mộ vẫn có thể tự đoán ra điều đó qua loạt ảnh đời thường cực chất của nam diễn viên. Sở hữu chiều cao 1m8 ấn tượng, gu thời trang sang chảnh, đam mê tốc độ và thể thao, tất cả các bằng chứng đều cho thấy Park Il-jo là một thiếu gia thứ thiệt. Khác với hình ảnh tỷ phú Penthouse Logan Lee không cần động tay vào việc gì, yêu sớt ngoài đời, cực yêu thích việc hoạt động thể thao. Bên cạnh niềm đam mê với mô tô, Mỹ Nam này còn yêu thích đạp xe. Anh chia sẻ từng đạp xe từ vùng nông thôn đến Seoul liên tiếp 4 ngày. Không phải Ligia, người Park Il-jo say đắm chính là Eugene trong Penthouse. Park Il-jo đã làm khách mời với tư cách là một MC đặc biệt trong show tạp kỹ nổi tiếng đài SBS. Các bà mẹ nổi tiếng đã rất xúc động khi nhìn thấy nam ngôi sao, khen ngợi có vẻ ngoài điển trai và đặt một vài câu hỏi về vai diễn của anh trong bộ phim truyền hình ăn khách. Sau khi đề cập rằng Park Il-jo đang trong quá trình quay phần 2 của Penthouse, người dẫn chương trình Shin Dong-juk đã hỏi nam diễn viên về khả năng có một mối tình trên màn ảnh nhỏ với Ligia hay không. Mặc dù nhân vật Shim Soo Ryeon của Ligia đã bị sát hại trong tập cuối phần 1, nhưng nhiều khán giả đã hy vọng rằng cô sẽ trở lại đột phá trong phần 2. Khi được Shin Dong-juk gợi ý, nhiều người đang hy vọng một mối tình lãng mạn sẽ bắt đầu giữa Ligia và Park Il-jo. Park Il-jo thận trọng trả lời, thành thật mà nói em cũng không biết nữa, hôm nay em mới nhận được kịch bản nên bản thân em cũng rất tò mò. Shin Dong-juk tiếp tục yêu cầu Park Il-jo chọn mẫu người lý tưởng của anh trong số 3 nữ chính. Shim Soo Ryeon, Ligia, người có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ. Jeon Seo-jin, Kim So-yeon, người mạnh mẽ và lôi cuốn. Cuối cùng là Oh Jun-hee, Eugene, người cứng rắn và biết cách vượt qua trong cuộc sống. Sau một lúc cân nhắc, Park Il-jo trả lời,
em nghĩ có lẽ đó là Oh Jun-hee, người cứng rắn và biết cách vượt qua trong cuộc sống. Sau đó, người dẫn chương trình Seo Jong-hun đã hỏi kiểu phụ nữ nào khiến trái tim anh rung động trong đời thực. Park Il-sook trả lời, khi đôi mắt của ai đó lấp lánh khi nói về giấc mơ của mình, mọi người có biết nét mặt của một người nở như hoa khi nói về công việc mà họ say mê không? Đó là khi em nhìn thấy khía cạnh quyến rũ của một người. Anh nói thêm, trái tim em thậm chí có thể rung động chỉ khi nhìn thấy phản ứng của một người phụ nữ khi em đang uống một loại đồ uống nào đó. Park Il-sook bị tố ngược đãi và bỏ rơi động vật. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Park Il-sook, nam diễn viên đảm nhận nhân vật Locally trong phim truyền hình Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu, bị tố ngược đãi và bỏ rơi động vật. Mới đây, Park Il-sook đã nhận lời mời xuất hiện trong chương trình I Live Alone của đài NBC. Anh chia sẻ với khán giả cuộc sống độc thân của mình cùng chú chó nhỏ tên Molly, 3 tháng tuổi, và hai chú mèo Ai Cập Mohe, Moheni. Tuy nhiên, sau khi show phát sóng, rất nhiều khán giả lại bày tỏ thắc mắc về những thú cưng cũ của nam diễn viên và tình trạng của chúng hiện tại. Một cư dân mạng tự nhận mình là bạn học của Park Il-sook ở trường học viện nghệ thuật Seoul tiết lộ rằng ngôi sao Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu sẵn sàng bỏ rơi vật nuôi nếu bạn gái không thích. Anh ta từng nói rằng đã đổi thú cưng để lấy một chú chó Beagle, chó săn thỏ, vì bạn gái không hài lòng. Chuyện gì đã xảy ra với chú cún đó vậy? Tôi thật sự mong anh ta đừng tự coi mình là một người yêu động vật. Tôi thật sự không thích những người dùng động vật như một công cụ để xây dựng thương hiệu cho mình, người này bày tỏ. Một người hâm mộ lâu năm khác của Park Il-sook cũng đặt câu hỏi về tình trạng của những chú chó mèo mà nam diễn viên từng khoe ảnh trên mạng xã hội nhưng nay đã biến mất. Tôi không biết hai con mèo sống với anh ấy ở căn nhà có tầng hầm đã đi đâu. Vào năm 2016, Park Il-sook nuôi một chú chó poodle tên là Royce. Trước đó 5 năm, anh ấy cũng có một chú chó shabby tên là Isabelle. Có thời gian, Park Il-sook chụp chung với chú chó lớn tên là Daisy và một con nhím. Thật đáng sợ khi anh ấy liên tục thay đổi vật nuôi trong một hoặc hai năm. Sự việc thu hút nhiều luồng tranh cãi trái chiều đến mức đích thân Park Il-sook phải lên tiếng đính chính, cho biết tất cả các thú cưng của anh đều đang được người quen chăm sóc tốt. Honus Entertainment, công ty đại diện của ngôi sao sinh năm 1984 khẳng định, vì công việc nên Park Il-sook không thể nuôi chú chó poodle, phải gửi cho bà ngoại giữ. Những vật nuôi của nam diễn viên cũng được giao cho bạn bè, người thân anh trông nom. Không chỉ có ngoại hình nổi trội, điều kiện tốt, mà bên cạnh đó, Park Il-sook còn được nhiều chuyên gia đánh giá là có khả năng diễn xuất vượt trội. Vậy nên tên tuổi của anh chàng được hy vọng sẽ ngày càng tiến xa hơn trong làng điện ảnh Hàn Quốc.